Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh Cua Đồng Tháp nha. Hôm nay các bạn có thấy gì không? Trời hiện tại đang mưa đó. Cái thời tiết trời mưa vậy các bạn, thời tiết trời mưa vậy mình nên làm một món lẩu hay là món hầm, món súp vậy các bạn. Rồi mình hôm nay mình sẽ làm một món là gà hầm hạt sen nha các bạn. Đây ở đây là táo đỏ nha các bạn, ở đây là kỵ tử nè, ở đây hạt sen nè, hạt sen này đã lấy cái nhĩ trong ra nha các bạn thấy không. Rồi nguyên liệu chính mình là gà nha các bạn, gà ta thả vườn nha. Đây các bạn thấy chưa, hấp dẫn chưa, nhìn xem chưa. Đó, gà ta thả vườn nha các bạn. Đó, rồi đây rau găm chút mình gắt xuống, mình gắt lên trên lớp mặt nha. Rồi ở đây là mình dùng hành tím với lại gừng mình phi nè. Đó. Rồi mình nấu với lại cái nước hầm này á thì mình sẽ dùng nước dừa nha. Đây mình chặt cái dừa mình để sẵn ở đây rồi. Mình làm nước dừa các bạn, nó mới ngọt, nó mới thanh thao nha. Thôi giờ mình tiến hành mình làm chế biến nha các bạn. Mình cho cái phần gừng với lại hành tím này vô mình phi. Cho nó thơm à. Trời mưa mà vui 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 gì mình làm cái lẩu hầm gì hầm ăn các bạn, hết bài nha. Rồi hết luôn nha. Wow, còn cái đùi bạn thấy không? Thấy hấp dẫn chưa? Nè, mình sử dụng gà mái nha các bạn. Nè, nó cho dầu hết, nó chưa có săn, cho nó săn lên nha các bạn. Rồi ở đây mình làm cái món hầm này các bạn, mình sử dụng đường phèn nha. Đây nè. Đó, mình làm đường phèn để cho cái vị ngọt nó thanh thao hơn nha. Đây người miền Tây mình nói ngay ăn ngọt nó hơn nhiều nha các bạn. Mình cho 3 muỗng nha. Cái vị ngọt nó chiếm hơi nhiều. Cho 2 muỗng hạt nêm. Thì thấy các bạn muốn sử dụng hạt nêm gì nha. Rồi mình cho nước dừa vô nha. Chế cho lúc gà nha các bạn. Nếu mà chưa lúc thì nếu mình thiếu dừa thì có thể cho thêm nước lạnh luôn. Không sao. Rồi, này chắc phải chặt thêm nửa trái dừa nữa các bạn ạ. Cái hạt sen này các bạn nó hơi lâu chín nha, mình cho nó vô trước nha. Đó, hạt sen già nó cứng rồi mà. Chở lên xà 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 lên nha. Để cho hạt sen nó lớn dưới nằm ở dưới nó mau chín nha các bạn. Gà này mình nấu vừa tới rồi, đừng có chín quá nó bị mềm nha các bạn. Mình cho cái thằng táo nha các bạn. Wow, hấp dẫn như các bạn luôn nhìn nè. Hấp dẫn chưa? Gà nó bóng nhìn nó mướt sao trời ơi vàng. Hồi cái đùi nè. Gà này mình nấu vừa chín tới nha các bạn. Đó, hấp dẫn chưa? Mình cho kỹ tử nha các bạn, cho kỹ tử nhắc xuống được rồi chính rồi. À để mình nêm lại coi nó vừa chưa nha các bạn. Wow thơm quá nha bạn, vừa nha. Giờ mình rồi cho găm vào nó là đánh thức nha các bạn. Rồi nha các bạn, hấp dẫn chưa? Wow. Rồi mình ăn gà hầm hạt sen này các bạn. Mình sang với lại miếng nha. Nè. Bạn thấy miếng không? Đây là mua hàng là miếng mình trộn vô nha, miếng đen và miếng trắng luôn nha. Mẹ nhìn món này hấp dẫn không mẹ? Hấp dẫn. À, miếng này chế nước được cái nó tớt lại. Nở ra. Không, miếng mẹ để cho nó tớt lại chứ mẹ. Ừ, thì nó tớt là nó ấy đang chín đó. Cái kia nó khô luôn. À, mời mẹ thưởng thức các mẹ. Thôi chào các bạn nha, bắt cháo nha. Bắt đầu mình thưởng thức các bạn ơi, mời mẹ thưởng thức các mẹ. Nước trước này. Mời các cháu dùng gà nấu với hạt sen mẹ. Hạt sen với táo đỏ với chị tử. Chị tử. Mời các cháu dùng nha. Trời mưa vậy làm món hầm nha mẹ. Vậy là cái này con nấu với nước dừa hay gì mẹ, cho thơm mùi nước dừa nó nè. Dạ dạ. Với phải các cháu dùng miếng nữa nè, nó nấu với miếng với nho với táo đỏ với hạt sen. Rồi các cháu dùng nha, thưởng thức cây này con rể mình cây. Trời, thấy nó cứng quá sợ chưa chín nè mẹ. Giờ nữa là cho nó sôi sôi rồi. Nó sôi chút liền. Dạ, này đây miếng lòng ấy. Miếng khô mà. Dạ. Mời các cháu dùng một cháu ăn cái táo đỏ này. Wow, quá ngon rồi. Táo mẹ ăn thấy ngọt không mẹ? Ngọt rồi, ngon á. Wow, mời các bạn thưởng thức nha. Wow, miếng mình nó chín rồi nè. Ừ. Mời các cháu dùng một cháu thịt gà nè, huyết.
miếng cục gà nha các bạn. Mình ăn cái này mình chấm lại muối ớt hiểm nha các bạn. Đây muối ớt hiểm nè. Đó. Mời mời các bạn nha. Gà ăn ngọt các bạn ơi. Thơm mùi của táo, dễ tử. Thơm mùi rau găm nha. Có hạt sen nữa. Dạ. Ăn miếng nha các bạn, chèm nha. Miếng này dài ngon. Dạ. Ngon quá. Ngọt nước không nha các bạn ơi. Món này ăn là bổ nha các bạn. Mình để mình làm cái táo à. Nó ngọt lắm. Táo hình như lấy hộp rồi mẹ ơi. Lấy hộp rồi, nó còn hộp. Bởi vì miếng mắc tiền đó. Dạ. Ngọt ngay các bạn. Mày nói cháo dùng cái cháo rồi ngon quá. Trời ơi. Còn biết lấy hộp cái gì đó mua thêm. Ngọt ngay là táo. Lấy hộp cho mình dễ ăn đó. Nó ngọt. Đấy các bạn nha. Nó cái hộp nó cũng bự lắm đó. Mày có cháu dùng miếng thịt gà này, cái gà ngon quá. Nó phiếu à. Ừ, gà ngon lắm mấy cháu ơi. Ừ. Nó phiếu mà gà cũng dai cũng ngon. Dạ. Gà mấy ngày lễ thì mua không có luôn. Đúng rồi. Ừ. Wow, mời các bạn các bạn. Miếng cục gà lại các bạn ơi. Gà này nó không dai quá mà nó cũng không bở. Được, ngon, dạ. Cũng được rồi. Vì mấy ngày mày hút gà mà không có gà bán. Gà. Ăn luôn. Ăn trong nhận mình nấu theo kiểu này các bạn. Nó ngọt nha. Mà bảo đảm các bạn cái vị táo này, cái vị kia tử này nó bổ. Dạ, mấy vị thuốc bắc các bạn nấu ăn bổ nha. Những người mà gầy gầy ăn những món này vô nha các bạn. Hoặc là miếng anh đi tập gym này kia nha. Cái hình kia ăn món này cũng rất tốt nha. Ngọt sao đó mẹ, ngon ha. Đúng rồi. Nãy giờ chưa thử hộp sen. Sen đi. Thử hộp sen nha các bạn. Sen nó bùi. Nó bùi bùi. Tại hộp sen thì mình để vô trước các mẹ, nó ra hết cái những cái chất ngọt tí là nó cũng không có còn gì ấy mấy. Nó chỉ bùi bùi thôi, như khoai thôi, mình ăn như khoai thôi. Phải ăn táo này bạn, táo này nó lột cái hộp rồi. Ngon. Mình ăn nó dễ, ngon dữ. Ăn gà các bạn, phải ăn mấy cái thương thương này nè, cà phải ngọt. Ngon quá các bạn ơi. Chăm mua mua mi mua cái kẹp nè. Chua nó cũng mềm lắm. Mời các cháu ăn cái táo đỏ nữa nè các cháu ơi. Đỏ ngon quá. Mời các cháu dùng nha, táo. Mẹ thấy con nấu cái này ăn hợp không mẹ? Hợp. Cái này con nấu ngon. Dạ. Càng ngày càng tiến bộ. Dạ. Nhìn gia vị rất là ngon luôn. Mời đến. Giờ mình nấu cái này mình nấu bằng đường phèn à. Đường phèn nước dừa. Dạ. Mình nấu mình nêm đường phèn nó khác nha. Mà mình nêm đường của mình nó khác nha. Đúng rồi. Mẹ 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 chết tim. Tim quyết này nè. Wow, táo này ngon nha các bạn. Cầm nhận miếng này dai à. Dạ. Ngon. Miếng đen hay miếng trắng mẹ? Trắng đen gì nó cũng loại đó. À, dạ. Dai ngon. Này là ăn lẩu rồi này kia là ăn này nè. Ngon hơn kia. Dạ. Ngon hơn mì à? Ừ. Mọi người ta thích ăn mì. Ừ. Gà cạp gà mà gà mấy cái xương các bạn ngọt lắm nha các bạn. Mình là mình ăn mình nhai luôn nha mà mềm mềm mình nhai luôn mềm không có răng mà ăn xương ngon hơn thịt nó ngay à.
Rồi nó đầu ngoại của mẹ. Vâng. Bà 80-90 tuổi ra ngồi nguyên, bị ăn chầu không có rụng cái nào không bị sao ăn luôn. Dạ. Thịt thì gấp cho bà ngoại ăn. Dạ. Còn xương là bà ngoại ăn, bà cố ăn không á. Ừ. Bà này mà ngồi ăn chầu là không có ra sao ăn mấy nào chứ. Không có sao ăn không ăn. Ừ. Mày các cháu không thích hạt sen là các cháu ơi. Ăn bụi ngon ha. Dạ. Bột không. Chứ nó cũng không có hương vị vậy mẹ. Ừ. Nó bùi bùi thôi, tại vì mình nấu nó ra hết rồi. Ừ. Ừ. Cổ nha các bạn. À, kèm thêm miếng vô ha. Ừ. Không biết nước nha các bạn, nãy giờ mình chưa hấp nước mà thử. Ừ. Ngọt ngọt. Bị ngọt của gà, ừ. Đường phèn, nước dừa nè. Táo. Dạ. Phèn rồi. Vị của thơm của táo rồi. Ngọt của hạt sen đó. Ừ. Dạ mẹ, hạt sen thêm đi mẹ. Sen nó bùi bùi. Mẹ đâm cái chén muối khiển nha bạn. Cái hấp dẫn nè. Các bạn thấy một câu không? Đó. Rồi, mời mẹ ăn hoa câu mẹ. À, các bạn ơi, các bạn có thấy cái món này của mình ngon á, hãy nhớ làm theo nha. Món này nè, những anh tập gym mà những phái nhà món gà này nha, nấu cho những người gầy ra người ta cũng ăn để mình nó kiểu như nó ma tăng cân nha các bạn, bổ dưỡng sức khỏe nha. Bổ bổ tươi sức khỏe lắm, ăn cái táo với mà cái chi tử á. Dạ. Là ăn bổ sức khỏe đó. Dạ. Bữa đó mẹ mua con Nga nó trời ăn mấy món bổ bổ không à. Dạ. Ngon. Các bạn thấy không? Mình ngon quá, mình ăn hết tô nha các bạn. Quá ngon. Các bạn có thấy ngon hãy nhớ làm theo mình nha các bạn. À, các bạn mà thấy video của mình với mẹ mình mà có hay á, hãy nhớ xem và thả tim ủng hộ nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh nha, để mình ra những video mới nhất các bạn có thể nhận được ngay nha. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các cháu.